gần chục năm trước ấy thì trải cái sàn này ấy, thì cũng không nhất thì cũng nhì rồi, nhưng mà gần chục năm sử dụng rồi thì cái này bây giờ nó xuống cấp, nó bị rách và nó bị nhăn nhốm, thì nó không được đẹp và nó sẽ bị ngấm nước xuống cũng như là bụi bặm nó rơi xuống rất khó vệ sinh. Thì gần chục năm rồi, cái này thì bây giờ bỏ rồi, chuyển sang loại sàn mới sạch bền đẹp, giá thành hợp lý cho anh em. Đấy, Core EcoSport, trải sàn lavo này, vân kim cương này, màu ghi xám này, rất là đẹp, rất là sạch vệ sinh, rất là dễ dàng, và đặc biệt dòng này rất là bền luôn, nói thật với anh em như vậy. Em đã test rồi, rất là bền, ok luôn cho anh em, bảo hành cho anh em luôn. Đó, anh em nào đang băn khoăn cũng như cần tìm hiểu về các cái loại sàn trải cho ô tô thì tham khảo ngay loại này. Đó. Và anh em muốn xem trực tiếp thì em mời qua Akala Thái Nguyên xem mẫu trực tiếp luôn. Đó. Có rất nhiều mẫu và rất nhiều màu cho anh em lựa chọn. Ok.